Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải với bài tập toán lớp 4 tập 1 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 22 hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song. Bài số 1, viết các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song song với nhau trong mẫu hình dưới đây. Ví dụ như cái cặp đường thẳng này nó không song song tại vì nó có cái cắt nhau nè. Nó cắt nhau, nó giao nhau ngay chỗ này. Nè. Còn cái này là hai cái đường thẳng này nó song song nhau, nó song song nhau như thế này. Nè. Cái này cũng hai đường thẳng này song song nhau. Còn cái này nó không phải song song nhau. Tại vì khi mà chúng ta kéo dài ra xíu nữa thì chút lát nữa chúng ta sẽ bị cắt nhau ngay chỗ này. Nè. Đây. À, đây kéo dài này ra và cái này nó kéo dài xuống này thì nó sẽ bị cắt nhau. Cho nên cái đường hai đường thẳng này không được gọi là song song nhau. Còn hai cái này chúng ta cứ để chúng ta kéo hoài nó đi. Hai cái này chúng ta kéo dài, cái này kéo dài đi, nó cũng không có đụng nhau. Thì đó được gọi là hai đường thẳng song song nhau. Rồi chúng ta chú ý cái này ha. Chứ đừng có thấy ngay chỗ này nó không có gì chỗ này mình nói song song, không phải. Chúng ta kéo dài hai cái đoạn thẳng nào, hai cái đường thẳng mà kéo dài mãi mà nó không có cắt nhau á thì nó gọi là song song. Cậu này chúng ta kéo ra đây ngay chỗ này lát nữa cho nên nó cắt ngay chỗ này thì nó được gọi là không phải gọi là song song. Rồi tóm lại là hai cái này là không song song, hai cái này là song song. Rồi chúng ta xem lại cái đề là yêu cầu là gì đây. Viết các cặp đường thẳng song song với nhau, cặp đường thẳng song song là thứ nhất là AG và HI song song. AG và HI và ST và XI. T và X A. Chúng ta nhận biết được cái song song như thế nào thì chúng ta kéo dài ra hoặc chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Ví dụ như thế này chúng ta sẽ để cái này nó xác định vuông góc, xác định cái đường này nó vuông góc, xác định một cái đường mà nó vuông góc cả hai cái này. À, cái đường mà nó vuông góc cả hai luôn. Ví dụ như giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng nó vuông góc với cái này và nó có vuông góc với cái này nữa thì hai đường thẳng này song song. Cái đường này cũng vậy. Ví dụ như giờ đây là người ta họ có cả sẵn cái ô này, cái này nó nằm xéo xéo nên khó. Còn cái này đây, chúng ta kẻ cái đường mà nó vuông góc với cái này, một đường một thôi nha, mà nó vuông góc với cái này nữa thì hai đường thẳng này là song song nhau. Đây, ví dụ như đơn nó có sẵn cái ô trên ô vữa này. Đó, chúng ta kẻ như thế này. Và chúng ta xác định được cái góc ngoài chỗ này và góc ngoài chỗ này nó vuông góc nhau thì hai cái đường thẳng nó song song nhau. Rồi tiếp theo, cặp đường thẳng không song song là hai cái này. Cặp đường thẳng không song song là AB và CD. AB và CD. MN và PQ. MN và PQ. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Trong hình bên hãy viết A những cặp cạnh song song với nhau. Như vậy chúng ta thấy cái chỗ này là vuông góc này, nó theo cái ô vuông của cái dưới này này, cái mặt này dưới này. Thấy cái này là vuông này.
Cái này là nó cũng vuông với cái cạnh dưới này này. Đây. Cái cạnh này nó vuông với MK. IK nó vuông góc với lại là MK vậy, hai cái này song song nhau này. Là tương tự hai cái này nó song song nhau tại vì nó vuông góc với lại cạnh GM này. Đó, đấy. Đó nó vuông góc. Đó. Hai đường thẳng này này, hai cái đường thẳng này cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba là đường thẳng này. Thì hai đường thẳng được gọi là song song nhau. Nè. Tóm lại thì chúng ta sẽ có đường thẳng này song song với đường thẳng này. Đường thẳng này song song với đường thẳng này. À, như vậy là hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Cặp cạnh song song nhau này là chúng ta sẽ có là G A và MK. Thấy không? GM và IK. GM và I IK. Những cặp cạnh vuông góc với nhau. Là cặp cạnh vuông góc với nhau chúng ta xem coi đây là một nè. GI với lại là GM nè. GI với lại là KI nè. IK với lại MK vuông góc ở chỗ này. Cạnh này với cạnh này vuông góc chỗ này. Là chỗ này nữa, chúng ta xem phải có vuông góc không. Vuông góc nhau. GH với lại HI. À, thứ nhất là chúng ta sẽ liệt kê cái nóng trước này. GH và HI. Như ở đây. Chỗ này là vuông góc nhau. Đây chỗ này vuông góc nhau. 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 Đó, như vậy là G H và HI. Một là tới này MG và GI, MG và GI. Rồi qua này GI và IK, GI và I IK. Rồi tới cái này IK và KM, I K và K M. Rồi. Tới cái này. 1 2 3 4 5. K M và M G. K M và M G. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Thực hành vẽ đường thẳng song song theo mẫu. Chúng ta xem bài mẫu. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm A và song song với đường thẳng AB. Đường thẳng AB người ta cho sẵn. À, vẽ đường thẳng CD đi qua điểm điểm A. Rồi. CD này. CD đây. Đi qua điểm A như này. À. Cái CD nó nằm ở đây và nó đi qua điểm điểm A nó nằm đây. Bước 1 người ta làm gì đây? Lấy điểm M. Cái điểm M này thật ra thì chúng ta cũng không cần. Cũng không cần lấy cái điểm M. Cũng không cần lấy cái điểm M đâu. Mà bây giờ muốn lấy thì lấy thì từ dưới này thì cái do cái thước này nó ngắn. Do cái thước này nó ngắn cho nên là lấy điểm M. Cho cái thước này nó mới dài ra tới này thì chúng ta không cần lấy được cái điểm M. Đó. Là lấy cái điểm M. Thứ nhất là chúng ta sẽ đặt cái thước này cái đã. Đặt cái thước này, cái cạnh của cái thước nó trùng với cái cạnh của đường thẳng AB. Và cái điểm này á thì nó sẽ đây ví dụ như chúng ta sẽ đặt như thế này. Nè, chúng ta sẽ đặt như thế này. Đó, đặt như thế này và chúng ta đãi vào cho nó gần với cái điểm E. Nè. Đó. Rồi chúng ta lấy điểm M và chúng ta sẽ
sẽ kẻ, tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ đi in, là chúng ta sẽ kẻ xuống. À, chúng ta sẽ kẻ xuống như thế này. À, chúng ta sẽ kẻ xuống như thế này. Rồi, chúng ta mục đích là chúng ta để xác định cái đường đường này là vuông góc với lại cái AB. À, chúng ta cần vẽ một cái đường, mục đích chính của mình là bước đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đường là nó vuông góc với cái đường thẳng là AB. Rồi, từ đây thì chúng ta sẽ vẽ cái để im, chúng ta quay cái thước như thế này và chúng ta sẽ vẽ vuông góc với lại là cái này, cái đoạn thẳng là AM này, tại E, tại E. Rồi sau đó thì chúng ta kéo dài ra, kéo dài cái này ra, à, kéo dài ra. Rồi đó là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 và bước 5 thì chúng ta sẽ xóa đi cái đường thẳng mà cái này chúng ta sẽ xóa đi, tại vì nó chúng ta phải vẽ bút chì để chúng ta tải đi. Đó, như vậy chúng ta sẽ, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đánh chữ CD bên trên này. Rồi chúng ta ra được cái đoạn thẳng là CD song song với AB. Rồi. Nói thì dài dòng nhưng mà thầy sẽ giải chứ hướng dẫn cho các em rất là đơn giản thôi, ngắn thôi chứ không có gì dài dòng đâu. Vẽ đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC trong mẫu trường hợp. Rồi. Như vậy là bước trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái đường này vuông góc, à, vẽ một cái đoạn vuông góc đi qua điểm điểm A. À. Này. Đó. Bây giờ vuông góc. Ngay cái đường thẳng này nó sẽ trùng nha. Vậy là nó ngắn quá thì chúng ta quay ngược coi này cho nó dài, cho nó chính xác hơn. Gọi là nó chính xác hơn, nó dài và chính xác hơn. Đó. Đó, rồi đây chúng ta sẽ đi đây và chúng ta sẽ kẻ này. Rồi, từ đây thì chúng ta kẻ cho nó, không cần, khi ở đây đã xác định được rồi chúng ta không cần kẻ nó dài qua bên này, không cần, thực sự không cần. Đó. À. Rồi từ đây, từ cái điểm A này nè. Bây giờ chúng ta sẽ kẻ vuông góc, chúng ta để như thế này. Hoặc chúng ta sẽ để dưới như thế này cũng được. Được không? Chúng ta để sao cũng được. Mà miễn sao là nó cái cách vẽ cũng giống như cái mới nãy. Đó. Ngay cho điểm A. Yeah. Rồi. Rồi. Đây chúng ta sẽ kẻ thẳng qua. Đó. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là cái đoạn thẳng BC thì cái đoạn thẳng là vẽ đường thẳng đi qua điểm A và song song, người ta không có cho yêu cầu là cái đường thẳng gì. Ở trên này, ví dụ như ở trên này người ta không có cho là cái đường thẳng gì đó, đường thẳng CD. Còn dưới này người ta họ yêu cầu là vẽ cái đường thẳng thôi chứ không có yêu cầu là A, G gì hết, cho nên chúng ta không cần điền vào. Rồi như vậy là xong rồi đó. Rồi ngay chỗ này chúng ta cũng tương tự vậy. Này, chúng ta đặt cái thước như này. Đó, chỗ này nó ngắn quá thì chúng ta quay qua bên này cho nó dài ra, nó dài. Mục đích cái này nó tiếp xúc dài với là cái thước này cho nó chính xác. À, còn nó tiếp xúc ngắn thì nó không có chính xác. Đó. À. Này. Rồi đã xác định rồi thì chúng ta không có cần kẻ dài ra nữa, không cần kẻ. À, còn muốn kẻ thì kẻ ra chứ còn đã xác định nó vuông góc với cái chỗ này rồi thì chúng ta không cần, thực sự không cần. À, muốn kẻ thì kẻ thôi chứ không cần. Rồi thì từ đây thì chúng ta sẽ kẻ vuông góc với lại cái chỗ cái điểm A. À. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kẻ dài ra. Nó có cái điểm mồi rồi, à, có cái đoạn mồi rồi thì chúng ta mồi rồi thì chúng ta sẽ kẻ thẳng ra. Đó. À. Nó vuông góc chỗ này, nó vuông góc với chỗ này. Đó là cách vẽ. Các bạn. Chúng ta không cần xác định thêm điểm M chi ở trên nữa mất công. Cái thước này đã dài rồi. Nó dài qua tới bên này luôn rồi. Rồi, tiếp theo bài số 4. Cho hình tam giác ABC. ABC có đỉnh góc A, đỉnh đây là có góc là đỉnh A là góc vuông. Đây, vuông người ta ký hiệu vuông này. Vẽ A đường thẳng BX đi qua đỉnh B
đi qua đỉnh B đây và song song với cạnh AC. Như vậy là chúng ta vẽ cái đoạn từ đây qua đây và nó song song với đường AC. Như vậy chúng ta sẽ vẽ vuông góc với lại đường thẳng là AB. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định này. Chúng ta để đây nè, để đây. Đó. Dạ. Rồi. Chính xác rồi đúng không? Nó cái cạnh của cái thước này với lại cái cạnh ở dưới á nó phải trùng nhau. Là chúng ta đè kỹ cái thước ra đừng có xê dịch nó nè. Rồi chúng ta kéo qua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để cái thước trùng lên đây. Có cái đoạn màu rồi thì chúng ta kéo qua. Đó, như vậy là được chưa? Người ta họ vẽ yêu cầu là BX nha, BX. BX. B đây, X đây. Hoặc X bên này cũng được. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây là đỉnh B rồi. Tiếp theo vẽ đường thẳng CA đi qua đỉnh C đây, đỉnh C và song song với cạnh AB. Là tương tự chúng ta phải vẽ ngay chỗ này. Chúng ta vẽ lại vuông góc nha. Cái cạnh này, cái cạnh dưới của cái thước này nó trùng với lại cạnh đen đen ở dưới nha. Rồi. À, nó vuông góc chỗ này, à, nó vuông góc ngay chỗ này. Như vậy là CA, CA, à, kéo hai cái này là giáp lại thì nó vuông góc chỗ này. À. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Dưới đây là lược đồ một số đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường Bách Tơ. Đây là công viên 30 tháng 4. Đường Bách Tơ nó dài từ đây qua đây. Đây là Lê Duẩn. Đường này là đường Lê Duẩn. Đường này là đường là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Này là Nguyễn Du. Này là Dinh Thống Nhất hay gọi là Dinh Độc Lập. Đây cái Dinh Độc Lập đây. Cái khung viên, cái khu viên này là khuôn viên này là của là cái Dinh Thống Nhất đây, cái nhà này, cái nhà chữ T này. Rồi cái này là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi thử dưới này người ta nói cái gì. Em hãy quan sát lược đồ và cho biết A, hai đường phố nào song song với nhau. Rồi chúng ta thấy cái đường là Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Bắc Tơ nó có phải song song nhau này, được không? Rồi đường Lê Dũng này và đường Hàng Thuyên này nha, nó song song nhau không? Rồi chúng ta sẽ có là hai cặp đường. Cặp đường thứ nhất là Bắc Tơ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hai đường phố song song là Bắc Tơ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và đường thứ hai là mới nãy chúng ta xác định được là Lê Duẩn và Hàng Thuyên. Và Hàng Thuyên. Tiếp theo chúng ta qua câu B. Hải đang ở công viên 30 tháng 4. Bạn ấy muốn đi tới Dinh Thống Nhất thì có thể đi theo những con đường phố nào theo sơ đồ. Rồi. Ở đây là 30 tháng 4, công viên 30 tháng 4 ở đây. Rồi. Ở đây. Đứng ngay chỗ này. Thì qua cái Dinh Thống Nhất ở đây thì chúng ta sẽ đi theo đường nào? Đây ví dụ như ở đây chúng ta sẽ đi là
Lê Duẩn. Rồi. Hoặc có thể là chúng ta sẽ qua đây chúng ta đi theo Hoàng Thiên, Hàng Thuyên. Hoặc có thể là đi Bát Tơ. Rồi lại đây là Nguyễn Du. Hoặc có thể là chúng ta qua đây đi đây nhưng mà đường này không có tây. Rồi. Như vậy đường gần nhất thì chúng ta sẽ đi theo đường là Lê Duẩn. Rồi. Lê Duẩn là tới ngay chỗ này. Cắt ngang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. À, như vậy thì trước tiên thì chúng ta sẽ đi là đường Lê Duẩn. Rồi. Từ đây đi qua đường Lê Duẩn luôn. Là đường Lê Duẩn. Đó là cách một. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ đi Bát Tơ qua Hàng Thuyên. Yeah. À, đi Bát Tơ nè, đây qua đây Bát Tơ, lại khúc chỗ này rồi qua đây. Yeah. À, cách thứ hai là chúng ta sẽ là bắt đầu là đường Bát Tơ nè, đường Bát Tơ qua Hàng Thuyên. Rồi cách tiếp theo nữa thì nó hơi xa hơn là Bát Tơ rồi qua Nguyễn Du rồi xuống đây. Rồi. Nhưng mà cách này nó qua cái góc này rồi. Rồi. Cái thành Vinh thống nhất thì ngay chỗ có cái cửa ngay chỗ này nè, cái cửa ngay chỗ này, à, cái cửa phía trước này, đây khu chỗ này, đó. Như vậy là qua Nguyễn Du thì mất công là chúng ta là đi lại đi ngược trở lại chỗ này là cái Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì nó xa, à, một thì đi đây cái cửa cái chỗ khu này nè, nè, thì đường Lê Duẩn này nó sẽ là sẽ chắc chắn hơn. Rồi thêm một cách nữa là chúng ta tùy chọn nè, tùy chọn muốn xa xa xí thì chúng ta đi quanh này vòng vòng quanh này Bát Tơ Nguyễn Du, à, đường Bát Tơ qua đường Nguyễn Du. Nó qua bài tiếp theo là bài số 6. Cánh cửa này có bị lệch không? Vậy đây, đây là kiểm tra xem nó có bị xéo không. Như vậy cái này là đo được là 90 độ. Nè, như vậy cái góc cửa này thường thường người ta họ sẽ làm là 90 độ. Đó. Tùy theo cái góc cửa mà người ta họ làm là nhiều khi có cái cửa là nó cong cong chỗ này. À, nhưng mà đa số làm là cái cửa chỗ này là cửa góc vuông. Cửa cong này thì dạng như là làm trang trí rồi vậy thôi. Chứ còn hầu hết là chúng ta làm cái cửa là cái này là cạnh góc vuông. Như vậy là cái này là không bị lệch. Được không? Nó không bị lệch. Nhưng mà còn cái này thì sao đây? À, chúng ta kết luận là cái cánh cửa này không bị lệch. Tại vì cái eke này để vào thì nó là vuông góc nè, vuông góc nè, hợp lý. À, cánh cửa này không bị lệch. Lệch là ví dụ như cái này nó không phải 90. Nó góc tù hoặc góc nhọn thì nó bị xéo, bị nghiêng. Còn này nó vuông góc là hợp lý, đúng rồi. Còn này là cái bức tranh này là treo dạng treo nghiêng nè. Treo nghiêng là do đây là cái đinh. Còn cái đoạn dài gì, đoạn dài này là dài dài nè, dài ngắn nè. Do là treo nghiêng nè. Treo nghiêng. Còn này là treo đúng nè. Treo đứng đúng nè. Rồi chúng ta qua B, câu B. Hãy chỉ ra hình ảnh của hai đường thẳng song song với nhau có trong thực tế mà em biết. Đây ví dụ như là hai cánh cửa này, hai cái thanh cửa này nè. Nó song song với nhau này. Nè, song song với nhau. Hoặc là cái khung tranh. Cái khung tranh hình chữ nhật. Đó. Hoặc là hai cái đường ray của xe lửa đó, à, cái đường ray xe lửa. Chúng ta sẽ lấy cái đường ray xe lửa ha.
đường ray, xe lửa, hay là đường tàu hỏa. À, cái đường ray nó như thế này đây này, đây đó này, hai cái đường ray này nó chạy song song nhau này, đó thấy chưa? Là do là vì lý do ở đây chúng ta thấy nó to, nhưng ở đây nó nhỏ lại là vì lý do nó xa, chứ không phải nó là chạy gần nhau đâu. Nó cứ hai cái đường thẳng này nó cách nhau là nó cứ chạy dài. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra là dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.